Từ 0 giờ hôm nay ngày 7 tháng 7, tháo dỡ các chốt kiểm soát người nội tỉnh và người dân không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào thành phố Vinh. Cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 34.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Vừa rồi là điểm tin chính và bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp để bàn giải pháp triển khai công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Tháo dỡ các chốt kiểm soát người nội tỉnh ra vào thành phố Vinh từ 0 giờ ngày 7 tháng 7 là một trong những quyết định mới nhất vừa được đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng sau gần một tháng xuất hiện ca dương tính đầu tiên trên địa bàn thành phố Vinh thì công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Trong những ngày gần đây, số ca bệnh có tăng nhưng chủ yếu trong khu cách ly đã xác định được nguồn lây bệnh. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch tại nhiều tỉnh thành, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn thì chúng ta lại càng không thể chủ quan lơ là. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm này là phải kiểm soát chặt chẽ nguồn nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý tại các khu cách ly tập trung, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Những trường hợp đang cách ly tập trung mà có nguy cơ lây nhiễm từ các F0 thì phải phân loại và tiếp tục thực hiện cách ly. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà thì phải chịu sự giám sát chặt chẽ ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng ý việc nghiên cứu để thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà, song phải ra soát để đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định, có biện pháp quản lý giám sát chặt chẽ, thực hiện phân cấp ủy quyền cho Ban chỉ đạo các địa phương trong việc xác định, quyết định khu vực phong tỏa trên địa bàn một phường xã trở xuống. Với hai địa bàn phường xã trở lên thì phải báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh quyết định. Trước khi quyết định thì phải tham khảo ý kiến chuyên môn của các cơ quan y tế để thực hiện phong tỏa hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đồng ý tháo dỡ các chốt kiểm soát trong nội bộ của thành phố Vinh với các huyện thị xung quanh, chỉ giữ lại các chốt ở các trục giao thông chính mà có người phương tiện ngoại tỉnh qua lại. Thời gian tháo dỡ chốt từ 0 giờ ngày 7 tháng 7. Đối với địa bàn toàn tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải lập các chốt ở các cửa ngõ ra vào tỉnh với quan điểm kiểm soát chặt, thực hiện nghiêm các quy định như yêu cầu phải xét nghiệm âm tính, khai báo y tế. Song song với đó là tăng cường các điểm chốt ở ga tàu, sân bay. Trong công tác thực hiện thì phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không được gây ách tắc, phù hợp với các quy định. Về công tác xét nghiệm, trong thời gian tới sẽ tăng số lần xét nghiệm đối với những trường hợp địa bàn có nguy cơ cao. Những công dân từ các tỉnh thành khác trở về phải lấy mẫu xét nghiệm và tự trả phí. Tỉnh sẽ hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Không yêu cầu xét nghiệm đối với những trường hợp di chuyển trong nội tỉnh, trừ các trường hợp đang ở trong khu vực phong tỏa cách ly. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, người lao động vi phạm quy định phòng chống dịch để làm gương cho người dân, không bao che, nếu đủ điều kiện thì xử lý hình sự. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức chỉ đạo, triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Cho phép các phương tiện vận tải khách trong nội bộ tỉnh được hoạt động trở lại, cho triển khai lại công tác đào tạo sát hạch lái xe nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Một số dịch vụ không thiết yếu tại 4 địa phương Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò thì cho phép hoạt động trở lại nhưng phải phù hợp với công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Riêng tại địa bàn thành phố Vinh vẫn phải thực hiện theo kế hoạch số 139 và công văn số 4317 ngày 3 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì. Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự hội nghị. 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng. Trong công tác quân sự, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở, giữ vững ổn định địa bàn, triển khai quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng chống dịch. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nắm chắc, dự báo tình hình, xử lý chính xác các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức chuẩn bị và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng 5 huyện, thị xã Cửa Lò. Tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, v.v.
Trên cơ sở báo cáo và ý kiến các thành viên dự họp, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, dự báo tình hình vẫn còn nhiều phức tạp, đặc biệt là dịch COVID-19 tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh. Vì vậy, các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nắm chắc, dự báo và đánh giá đúng tình hình, xử lý chính xác các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định địa bàn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Cùng với đó, tập trung triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 5 huyện, thị xã Cửa Lò, đảm bảo an toàn tuyệt đối, sát với thực tế. Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An do các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã tới trao các phần quà cho cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Bệnh viện Tâm thần Nghệ An hiện đang thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 cho gần 500 cán bộ nhân viên y tế cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Sau khi phát hiện có bác sĩ nhiễm COVID-19, bệnh viện đã được phong tỏa từ ngày 17 tháng 6 đến nay. Ở thời điểm này, hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục vụ sinh hoạt cho bệnh nhân và người nhà gặp nhiều khó khăn. Đoàn công tác ghi nhận, động viên những nỗ lực của cán bộ, y bác sĩ bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc điều trị cho bệnh nhân trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, đồng thời đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa cho Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, 55 bệnh nhân thuộc diện khó khăn đặc biệt đang điều trị tại đây và tổ trực chốt COVID-19 thực hiện nhiệm vụ trước bệnh viện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 7, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hơn 34.000 thí sinh của Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 68 điểm thi chính thức tại 21 huyện thành thị với 1.598 phòng thi, gần 6.000 cán bộ coi thi và làm nhiệm vụ thi. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã huy động hàng nghìn nhân lực để phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi và đảm bảo an toàn, an ninh cho các điểm thi. Kỳ thi năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước ngày thi, thống kê toàn tỉnh có 78 thí sinh thuộc diện F2 và ngành giáo dục phải tổ chức 19 phòng thi riêng cho các đối tượng này. Do điều kiện đặc biệt của kỳ thi năm nay, ngành giáo dục đã thành lập thêm 21 điểm thi dự phòng và huy động thêm nhân lực dự phòng cho các điểm thi. Trước và trong những ngày thi, sẽ có 3 lực lượng tham gia vào công tác thanh tra, trong đó có 230 người thuộc đoàn thanh tra của Bộ đến từ các trường đại học. Ngoài ra, các thanh tra của Sở sẽ làm việc tại các điểm thi và 4 đoàn kiểm tra lưu động với sự tham gia của Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày với 5 bài thi, trong đó có 2 bài thi tổ hợp là tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội. Ngày thi đầu tiên, thí sinh sẽ làm bài thi ngữ văn và toán. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.